Trung Đông đang đối mặt với một tình hình nguy cơ đầy lo ngại khi Iran chính thức triển khai quy mô cực lớn tấn công bằng hàng trăm UAV mang chất nổ và tên lửa. Hành động này không chỉ đặt ra một thách thức lớn cho Israel mà còn gây ra sự lo lắng sâu sắc cho toàn khu vực. Mặc dù Iran đã công bố rằng những cuộc tấn công này nhằm vào mục tiêu quân sự của họ, nhưng sự sợ hãi vẫn lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng quốc tế. Điều này càng làm tăng thêm áp lực đối với Mỹ và các quốc gia khác. Khi họ cần phải đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực, việc các UAV được phóng ra từ lãnh thổ của nhiều quốc gia khác nhau như Iraq, Yemen, Libya và Syria cũng làm gia tăng căng thẳng và lo ngại cho sự bền vững của hòa bình. Tiếng nổ chát chúa vang lên, làm rung chuyển Israel và khiến người dân phải nhận lệnh trú ẩn khẩn cấp. Thủ tướng Netanyahu của Israel đã lên tiếng tuyên bố rằng đất nước của ông đã chuẩn bị mọi kịch bản và quân đội sẵn sàng cao độ để đối phó với tình hình nguy hiểm này. Mỹ và Anh đều đã phải tiến hành các biện pháp nhằm đánh chặn các UAV của Iran và cảnh báo về hậu quả của một cuộc tấn công quốc tế. Trong khi đó, tại mặt trận Đông Âu, Ukraine tuyên bố rằng họ đã rút lính dù khỏi khu vực FKA, trong khi Thủ tướng Nhật Bản kết thúc chuyến thăm Mỹ với hy vọng củng cố quan hệ đối tác. Cuối bản tin, việc phục hồi nhà thờ Đứng Bà tại Pháp cũng được đề cập. Đây là những diễn biến mới nhất về xung đột sục sôi ở vùng Gaza và các tin tức quan trọng khác trong thời sự quốc tế. Sự leo thang căng thẳng trong khu vực Trung Đông gia tăng chóng mặt khi Iran tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, không chỉ nhằm vào Israel mà còn đe dọa cả Liban và Syria. Hỏa lực tầm xa từ các UAV và tên lửa nhắm vào các mục tiêu của Israel đã được phát đi từ cả Yemen và Iraq. Theo đài truyền hình ABC, Iran đã phóng khoảng 400 đến 500 UAV vào Israel. Loạt UAV này chủ yếu được phóng từ lãnh thổ của Iran, tuy nhiên cũng có nhiều UAV khác được phóng từ Iraq, Yemen, Libya và Syria. Các cuộc tấn công này nhắm vào các cơ sở quân sự. Theo nguồn tin của đài ABC, các UAV đầu tiên đã tiếp cận lãnh thổ Israel sớm hơn dự kiến. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 14 tháng 4 theo giờ địa phương, Iran đã thông báo đóng cửa không phận ở thủ đô Tehran sau khi phóng UAV. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã sẵn sàng đối phó với cuộc tấn công của Iran và đã chuẩn bị cho mọi kịch bản. Hệ thống phòng thủ đã được triển khai sẵn sàng đối phó với tình hình nguy hiểm. Israel cũng đã triệu tập nội các thời chiến tại trụ sở quân sự ở Tel Aviv. Mức độ leo thang căng thẳng này được xem là nguy hiểm và nghiêm trọng. Các UAV của Iran sẽ mất vài giờ để di chuyển trước khi tiếp cận các mục tiêu, trong khi Mỹ đã triển khai máy bay không người lái Queen of Zan tại Israel. Quân đội Israel cảnh báo rằng còi báo động sẽ vang lên ở mọi khu vực bị đe dọa và lực lượng phòng thủ sẵn sàng đối phó với các UAV có khả năng mang theo chất nổ. Người dân ở các khu vực như cao nguyên Golan đã được yêu cầu vào hầm tránh bom. Israel và Liban cũng đã đóng cửa không phận vào tối ngày 13 tháng 4, trong khi Jordan đã chuẩn bị sẵn lực lượng phòng không để đánh chặn bất kỳ máy bay không người lái hoặc tên lửa nào xâm phạm lãnh thổ của họ. Người dân ở một số thành phố của Jordan đã báo cáo nghe thấy tiếng động mạnh trên không. Syria, một đồng minh của Iran, cũng đã tăng cường các hệ thống phòng không quanh thủ đô Damascus và các căn cứ lớn, đồng thời đặt tình trạng báo động. Tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang khi hơn 100 UAV của Iran đã bị Mỹ và Vương quốc Anh đánh chặn trước khi chúng có thể tấn công Israel. Quan chức quốc phòng Israel cho biết trên kênh Army Radio rằng các phương tiện không người lái này đã bị hạ gục bên ngoài không phận Israel. Theo Times of Israel, nguồn tin quân sự xác nhận rằng Washington đã tham gia vào cuộc bắn hạ các UAV tấn công Israel, nhưng không tiết lộ số lượng UAV bị hạ gục hay địa điểm chính xác của các vụ đánh chặn. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ahsani cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Israel tiến hành cuộc tấn công chống lại Iran đều sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Ông Ahsani cũng tuyên bố rằng nước nào mở cửa lãnh thổ hoặc không phận của mình để cho phép Israel tấn công Iran cũng sẽ phải đối mặt với sự trả đũa quyết liệt từ Iran. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc yêu cầu Mỹ tránh xa cuộc xung đột giữa Iran và Israel. Trong khi đó, quốc tế đã lên tiếng lên án hành động của Tehran và tìm cách hóa giải những căng thẳng. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Hoa Kỳ Adrian Question khẳng định rằng Tổng thống Joe Biden đã rõ ràng ủng hộ an ninh của Israel và sẽ hỗ trợ họ phòng thủ trước mối đe dọa từ Iran. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson nhấn mạnh sự cần thiết của việc Mỹ đứng cùng với đồng minh quan trọng của mình khi Israel đối mặt với cuộc tấn công từ Iran. Thủ tướng Anh Liz Truss lên án hành động tấn công Israel của Iran và cam kết bảo vệ an ninh của Israel cũng như các đối tác khác trong khu vực, bao gồm Jordan và Iraq. Vương quốc Anh đang nỗ lực ổn định tình hình và ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn. Cuộc tấn công của Iran vào Israel, đặc biệt sau hậu thuẫn cho cuộc tấn công tàn bạo của Hamas vào ngày 7 tháng 10, đã khiến tình hình ở khu vực trở nên bất ổn hơn.
Hành động mới nhất của Iran đe dọa làm leo thang căng thẳng và làm khó khăn cho hòa bình lâu dài. Những cuộc tấn công này một lần nữa thể hiện sự coi thường của Iran đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Quốc tế lên tiếng ủng hộ quyền tự vệ của Israel và dân số trước những cuộc tấn công này. Ngoại trưởng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer phát biểu rằng họ cực kỳ lên án cuộc tấn công đang diễn ra, nhấn mạnh rằng nó có thể gây hỗn loạn trong khu vực. Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ cần dừng ngay lập tức trước khi xung đột trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran vào Israel, gọi đây là một bước đi mới trong chuỗi hành động gây bất ổn của Iran và có nguy cơ leo thang quân sự. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell cho biết EU mạnh mẽ lên án cuộc tấn công không thể chấp nhận được của Iran vào Israel, nhấn mạnh rằng đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh rằng EU sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn tình hình leo thang trong khu vực. Các quốc gia khác như Tây Ban Nha và Hà Lan cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại và lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran, cam kết tiếp tục theo dõi tình hình một cách chặt chẽ và hỗ trợ công dân của họ khi cần thiết. Ở Trung Đông, tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc lên tiếng lên án mạnh mẽ hành vi gây bất ổn của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ. Chúng tôi nhấn mạnh lại quyền tự vệ của Israel. Hành vi gây hứng lâu dài của Iran đang ngăn cản khu vực Trung Đông sống trong hòa bình và an ninh. Tổng thống Santiago nhấn mạnh trong thời điểm khó khăn như vậy, chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với người dân Israel và lo ngại về sự gia tăng bạo lực trong khu vực. Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc với các đại sứ quán trong khu vực để hỗ trợ đồng bào của mình. Ngoại trưởng Chile, Antonia Van Claven, bày tỏ quan ngại về tình trạng căng thẳng leo thang nghiêm trọng ở Trung Đông và các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel. Chile lên án việc sử dụng vũ lực và bảo vệ luật nhân đạo quốc tế, nhấn mạnh rằng việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế là quan trọng. Bộ Ngoại giao Mexico của chính phủ Mexico bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ Israel và tác động mà điều này có thể gây ra đối với hàng ngàn sinh mạng. Mexico lên án việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và kêu gọi các bên tự kiềm chế và tìm kiếm giải pháp hòa bình. Mexico mong muốn một giải pháp hòa bình để tránh một cuộc xung đột chung hơn ở Trung Đông. Chile cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Tại bờ Tây, khung cảnh hỗn loạn cực độ tiếp diễn. Hàng trăm người định cư Israel có vũ trang càn quét một ngôi làng, khiến hàng loạt căn nhà và xe cộ bốc cháy, một người Palestine thiệt mạng. CNN nhận định đây là cuộc tấn công lớn nhất của người định cư Israel trong năm nay. Cuộc tấn công diễn ra vào hôm qua, ngày 12 tháng 4, khi người định cư Israel tấn công làng Al-Mukhaya ở phía đông thành phố Ramallah của bờ Tây. Ami Abu Alia, người đứng đầu hội đồng làng, kể lại những kẻ tấn công đột kích các ngôi nhà và khai hỏa vào cư dân. Video do CNN tiếp cận được cho thấy nhiều nơi trong ngôi làng bốc cháy, khói từ nhiều tòa nhà bốc lên dữ dội, và người định cư Israel không ngừng ném đá, làm hỏng nhiều nhà và xe hơi, tiếp sống nổ và đụng độ trên vê. Theo cơ quan y tế Palestine tại Ramallah, ít nhất có một thanh niên 26 tuổi người Palestine đã thiệt mạng và ít nhất 25 người khác bị thương trong cuộc tấn công lớn chưa từng thấy kể từ khi hàng trăm người định cư càn quét các làng Tuma và Hura hồi năm ngoái. Ông Abu Alia nói với CNN khoảng 1.000 đến 1.200 người, /updated 14 tháng 4 năm 2024. Khu dân cư được phong tỏa, mọi con đường trong khu vực. Ông cho biết lực lượng an ninh Israel đã thông báo với giới chức Palestine rằng những người định cư đang tìm một cậu bé Israel 14 tuổi bị mất tích vào một ngày trước đó. Theo ông Abu An, quân đội Israel đã đến hiện trường và không có động thái nào ngăn cuộc tấn công của những người định cư. Ông cũng cáo buộc lính Israel cho phép họ đột kích vào ngôi nhà và ngăn cư dân Palestine di chuyển, thậm chí ngăn chặn xe cứu thương tiếp cận người bị thương. Ông cũng nói với CNN rằng người định cư Israel đã trộn khoảng 70 con cừu trong làng. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, nói rằng các hành động kích động bạo loạn bùng nổ ở hàng loạt khu vực, cuộc tìm kiếm cô bé mất tích liên quan xung đột. Đông Âu hôm 14 tháng 4 đưa tin bà Fiona Hill, cựu cố vấn của ông Trump, khẳng định cựu tổng thống không hề có ý niệm Ukraine độc lập, đồng thời nhấn mạnh quốc gia Đông Âu này phải là một phần không thể tách rời của Nga. Ông Trump đã nói rất rõ ràng rằng, và thậm chí cả Ukraine phải là một phần của Nga. Cựu tổng thống khẳng định chưa bao giờ xem Ukraine là một quốc gia độc lập. Ông nói với nhà văn David Center của New York Times trong cuốn sách sắp ra mắt vào năm 2014, Nga đã tổ chức trân cầu dân ý tại bán đảo Crimea để đơn phương sáp nhập khu vực này, bất chấp quốc tế phản đối, tức sau 6 thập kỷ sau khi bán đảo được chuyển giao cho Ukraine từ một quyết định hành chính của Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev vào tháng 9 năm 2022. Bốn tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia cũng được sáp nhập vào Liên bang Nga sau các cuộc trân cầu dân ý tương tự.
chính quyền Kiev cùng hàng loạt quốc gia trên thế giới không công nhận quyết định này và khẳng định bốn vùng nói trên là lãnh thổ không thể tách rời của Ukraine, trước thêm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 sắp tới. Ông Trump được đánh giá là ứng cử viên sáng giá của Đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Trong các cuộc vận động cử tri của mình, cựu Tổng thống khẳng định ông sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Đông Âu trong vòng 24 giờ. Tôi sẽ mời Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngồi vào bàn đàm phán. Chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến, ông Trump nói với NBC News vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, vị tỷ phú không tiết lộ làm cách nào để đạt được hiệu quả này. Ông chỉ nói rằng, nếu tôi nói chính xác với bạn, tôi sẽ mất tất cả lợi thế thương lượng của mình, mặc dù cáo buộc Tổng thống đương NS. Giới thứ ba với chính sách viện trợ quân sự không giới hạn cho Ukraine, ông Trump vẫn khẳng định ông có thể giữ dòng tiền chảy vào Ukraine trong một số trường hợp, chẳng hạn dưới dạng các khoản cho vay thay vì viện trợ. Là một nhà phân tích tình báo và chuyên gia về các vấn đề Nga và Á-Âu, bà Hu phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia của ông Trump từ năm 2017 đến năm 2019. Bà nổi lên như một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra luận tội ông Trump, trong đó bà cáo ông Trump sử dụng viện trợ của Mỹ để gây áp lực lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để điều tra các giao dịch kinh doanh của gia đình Biden ở Ukraine. Hôm 14 tháng 4, tin ít nhất cho biết chính lính dù thuộc lữ đoàn tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng gần khu vực Avdiivka. Bộ Quốc phòng Nga cho biết toàn bộ nhóm lính dù nói trên hiện hoạt động trong lữ đoàn dù số 25 của Ukraine đã đầu hàng và hạ vũ khí trước nhóm chiến đấu TSEN ở khu vực Avdiivka. Thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, phía Nga cũng cho biết các tù binh chiến tranh Ukraine đã ca ngợi binh lính Nga đối xử tốt với mình, đồng thời kêu gọi đồng đội của họ làm điều tương tự. Bộ Quốc phòng Nga nhắc lại rằng quân nhân Nga đã cung cấp một kênh liên lạc đặc biệt cho những binh sĩ Ukraine muốn đầu hàng và có thể truy cập trên bất kỳ thiết bị phát nào. Nếu muốn đầu hàng, sau đó phía Nga có thể xác định vị trí của họ và bắt giữ một cách an toàn. Khoang không gian hiện chưa bình luận về những thông tin trên. Theo Reuters hôm 14 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Đức sẽ cung cấp hệ thống phòng không Patriot và đạn tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất cho Ukraine, trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực bảo vệ hệ thống năng lượng của mình khỏi liên hoàn đoàn đằng từ Nga trong những tuần gần đây. Nga đã tiến hành ít nhất 3 cuộc không kích lớn vào các nhà máy điện và trạm biến áp, khiến hạ tầng năng lượng của Ukraine bị phá hủy nghiêm trọng. Trước tình thế nguy hiểm, chính phủ Ukraine đã nhiều lần kêu gọi trong tuyệt vọng để các đồng minh phương Tây cung cấp tổ hợp phòng không cao cấp. Đáp lại lời kêu gọi, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trên nền tảng mạng xã hội rằng Đức sẽ cung cấp thêm một hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng một lời nhắc nhở rằng Đức hiện là nước ủng hộ chính của Kiev trong bối cảnh gói viện trợ của Mỹ đang mắc kẹt ở Quốc hội. Trong bài phát biểu qua video, hàng đờ về việc Đức chuyển giao một hệ thống phòng không khác cho Ukraine đang diễn ra, tuy nhiên, các quan chức Đức cho biết họ chưa nắm được thông tin này và cần thêm thời gian thảo luận. Hôm 14 tháng 4, đài NHK của Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Kishi Fumio vừa kết thúc chuyến thăm kéo dài 7 ngày tới Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ chuyến thăm Washington, ông Kishi đã họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng sâu sắc hơn và tăng cường phối hợp trong nhiều lĩnh vực như an ninh, kinh tế và không gian nhằm đối phó với những thách thức hiện nay. Thủ tướng Kishi cũng có bài phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó ông nhấn mạnh Tokyo sẽ có vai trò lớn hơn trong việc duy trì trật tự toàn cầu dựa trên nguyên tắc tự do và dân chủ. Bên cạnh đó, ông Kishi cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Philippines. Ba nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác an ninh hàng hải nhằm ứng phó với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Thưa quý vị, dân số Nhật Bản tiếp tục giảm trong năm thứ 13 liên tiếp, đánh dấu một cột mốc đáng báo động về tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp của quốc gia này. Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản công bố ngày 14 tháng 4, đến ngày 1 tháng 10 năm 2023, dân số Nhật Bản đã giảm 59 người so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 124.352,000 người. Đây là mức giảm dân số hàng năm lớn nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1947. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này là do tỷ lệ sinh thấp và tỷ lệ tử vong cao. Trong năm 2023, số ca sinh ở Nhật Bản chỉ đạt gần 800,000, trong khi số ca tử vong lên tới 1.58 triệu ca. Tỷ lệ sinh thấp là một vấn đề gia dặn ở Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua do dân số già hóa nhanh chóng và lực lượng lao động thu hẹp. Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế xã hội trong tương lai. Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện một số biện pháp để khuyến khích sinh con và giảm tỷ lệ tử vong, nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả rõ rệt. Trải qua 5 năm kể từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng năm 2019, biểu tượng nước Pháp, nhà thờ Đức Bà Paris, đang từng bước hồi sinh mang đến niềm vui và niềm tự hào cho người dân Pháp cũng như du khách trên toàn thế giới. Với sự tham gia miệt mài của 500 công nhân mỗi ngày, công trình phục hồi nhà thờ Đức Bà Paris đang diễn ra khẩn trương.
các hạng mục quan trọng như khung bố mái nhà thời Trung Cổ đã được xây dựng lại, ngọn tháp mới được dựng lên sừng sững.